Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó chính là sim Viettel gói là V90. Đây là một cái mặt hàng mình mới đặt ở trên Shopee các bạn, và đơn vị giao hàng là giao hàng tiết kiệm. Thì cái đơn vị mà mình đặt hàng đó chính là sim Ngọc Mai, số địa chỉ là 323 Tạ Quang Bửu, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ở trên đây thì nó có sẵn số điện thoại luôn nha các bạn. Đây là cái sim 4G các bạn. Đây là sim 4G tại mình mua giùm các mấy người bạn của mình đó, bởi vậy mình mới mua 3 cái. Đây là quàng 20 cao su nè. Đối với đơn là 300.000. Đây là loại sim là 4G Viettel V90 miễn phí là 60GB một tháng các bạn, là chỉ 90.000 là một tháng các bạn, là sẽ được là 2GB một ngày nha các bạn. 60GB là 30 ngày là một tháng. Đó, sim 10 đầu số 09. Cái mặt hàng này thì có hai cái, một là đầu số 03 và một cái đầu số là 09. 09 hình như mắc hơn là 20.000 vậy đó. Đây, số tiền là 597.000. Cái này em biết có tính phí ship không? Tại mình có ấy rồi. Cái phần màu vàng này thì phần thông tin cá nhân của mình, nên mình xin phép là mình được che lại. Và bây giờ là mình sẽ mở cái này ra cho bạn coi nha. Vâng, và sau khi mở ra thì trong đây nó chỉ có ba cái đơn giản thôi, đó chính là ba cái sim. Đây, ba cái sim. Đây. Đó. Sim Ngọc Mai Viettel V90 đầu 09. Đây, đăng ký. Các bạn cứ soạn tin nhắn này các bạn gửi đến 9123 là nó sẽ đăng ký cho các bạn series bảo hành. Ngày. Đó, hotline, Facebook. Thì cái chỗ bán sim này mình xin nói sơ qua, mình thì cũng chẳng phải review quảng cáo gì cho chỗ bán sim này. Tuy nhiên cái chỗ này nói chung là mình mua trên Shopee, chỗ này mình mua cũng rất là nhiều lần rồi các bạn. Là người ta hỗ trợ mình rất là nhiệt tình, chứ không phải là cái dạng mà các bạn mà đặt mua hàng rồi người ta giao hàng là xong là hết chuyện, mà không có, người ta vẫn là bảo hành tốt cho mình. Đó. Thì đây là một cái giải pháp dành cho các bạn mà nếu mà các bạn lên mạng nhiều thì là 2GB. Về cái tốc độ đường truyền mà bây giờ là 4G trên ở nước Việt Nam mình á, ở Việt Nam mình á là Viettel là số 1 các bạn, kế đến là Vinaphone và kế đến nữa là Mobi. Thì trước đây mình có mua một cái sim Mobi thì mình công nhận các bạn là cái sim cái tốc độ nó chậm khủng khiếp các bạn. Các bạn hãy tin không, là bây giờ tốc độ là cũng cỡ GBRS, nó chưa được 2G hay 3G nữa, rất là chậm. Bởi vì mình tức quá mình mới mua cái sim này nè. Trước đó mình mua cái gói cước mà của là C90N của thằng Mobifone á. Trời, mình không ngờ thế nào nó chậm khủng khiếp như thế đó. Tức quá mà nó mua cái này, nó mua thêm cái sim đó. Cái này thì giá của nó là 200.000 các bạn, 190 mấy ngàn á. Đó, là ba cái là nhiêu đó. Đó. Đó, đây. Sim vào máy, đó người ta chỉ nè bạn. Lắp sim sử dụng. Khi mà các bạn mua cái này á thì các bạn nhớ là giữ lại cái này nha bạn, để người ta các bạn thấy series bảo hành nè, số này nọ nè. Thì có gì trục trặc sim là người ta sẽ là lo hết cho bạn nha. Các bạn đừng có bỏ mấy này, khi bạn chỉ giờ các bạn cố gắng sim này thì nó có cắt sẵn nè các bạn, đối với những các bạn là nano sim hay micro sim hay là sim nguyên, bây giờ thì thường là micro với nano không à, chứ không có cái dạng mà để nguyên cái tấm sim này nữa. Thì các bạn gắn vô cái máy rồi các bạn có cái cú pháp hướng dẫn là V90 nè. Cái này mình nhớ là hình như là có gọi điện thoại là miễn phí dưới 20 phút đối với mạng Viettel và 50 phút ngoại mạng. Đó, thì cái này là cái đầu số của 09, bởi vậy nó cũng nói chung là cũng đẹp các bạn. Đây nè, cái này thì mình nghĩ chắc là cái cú pháp đăng ký rồi đó, các bạn cứ bấm cái này và các bạn đăng ký thôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại này thì người ta sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đây là một cái gói cước của Viettel. Cái gói cước này á, một số bạn hỏi là tại sao là mình phải mua cái sim mới mà mình không lấy cái sim mình đang sử dụng. Nếu mà đối với các bạn những sử dụng Viettel á, tại sao không sử dụng những cái sim Viettel mà mình đăng ký cái gói cước này, thì mình nói với bạn á, là Viettel nó chỉ là coi như là nó cho những cái sim sau này mới đăng ký được thôi. Còn những cái sim mà trước đây á, mình xài cái sim mình cũng xài Viettel nữa, mà mình xài tới đây là mình xài tới 12-13 năm nữa các bạn. Tuy nhiên khi mà mình hỏi có đăng ký được cái gói cước này không thì người ta trả lời rất đơn giản thôi, không. Thì đó là cái lý do mình mua cái sim này. Đây. Và sim này thì sử dụng mình nghĩ là chắc rất là ok, tại vì có một số người bạn mà sử dụng rồi là cái mạng Viettel. Mỗi ngày các bạn được 2GB, hết 2GB thì nó sẽ là cắt mạng các bạn. Đó. Và mình sẽ khui mà mình sử dụng đây. Nếu mà có bất kỳ ý kiến gì thì mình sẽ làm một video khác để mình chia sẻ các bạn về cái gói cước này nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye các bạn.